Thưa quý vị, như thường lệ, bắt đầu chương trình chúng ta cùng đến với chuyên mục Bạn Có Biết. Thưa quý vị, niên hiệu vua chúa là danh hiệu được đặt cho vua khi mà vua lên ngôi trị vì. Và quần thần đã gọi niên hiệu vua chúa thay cho tên của vua. Và người ta căn cứ vào niên hiệu này mà biết được năm vua trị vì. Ví dụ như người ta nói là năm Bảo Đại thứ 13, tức là vua Bảo Đại lên ngôi 13 năm. Và từ đó đã suy ra được năm hiện tại, đó là năm 1939. Cái niên hiệu của vua chúa thì thường là mang ý nghĩa tốt đẹp, một cái tên tốt đẹp, đánh dấu một sự khai mở, một cái thời kỳ mới với nhiều hy vọng. Thường thì người ta vẫn nghĩ là mỗi vị vua chỉ có một cái niên hiệu mà thôi, giống như là mỗi con người thì chỉ có một tên gọi mà thôi. Nhưng mà thật ra thì không đúng như vậy, bởi vì thực tế một vị vua vẫn có thể có nhiều niên hiệu khác nhau. Ngoài một vài vị vua có một niên hiệu, tuy nhiên các vua còn lại của nhà Lý đều dùng rất nhiều niên hiệu. Ví dụ ít nhất trong nhóm này là vua Lý Thần Tông với hai niên hiệu vua là Thiên Thuận năm 1128, năm 1133, nghĩa là thuận theo mệnh trời. Thiên Chương Bảo Tự, tức là 1133 đến 1138, nghĩa là mệnh trời rạng rỡ tôn quý. Còn nhiều nhất trong nhóm này có thể kể đến hai vị vua, đó là Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Mỗi người sở hữu đến 8 niên hiệu khác nhau. Và ít hơn một chút xíu nữa thì có vua Lý Thái Tông với 6 niên hiệu, Lý Nhật Tôn với 5 niên hiệu và Lý Anh Tông với 4 niên hiệu. Triều Lý khởi nghiệp từ đời vua Lý Thái Tổ cho đến thời Lý Chiêu Hoàng, trải dài trong 216 năm, trải dài qua 9 đời vua nối nhau trị vì. Mặc dù có nhiều thăng trầm biến cố xảy ra, nhưng sử sách rất đánh giá cao triều đại này.